Đây là con bé Mận mọi người ạ. Mận thì hôm qua là bỏ ăn, không ăn một tí gì. Rồi là mình thấy nó nôn, nôn ra bọt vàng là bọt trắng ấy, cũng rất là lo lắng. Hôm qua không ăn cái gì cho người yểu xìu, rất là thương. Đang bảo hôm nay mà không thấy tiến triển gì là cho đi bác sĩ thú y. Thì mình cũng cho Mận gọi là uống men tiêu hóa, uống men tiêu hóa. Rồi là tối hôm qua thì cho Mận sang đây ngủ riêng để theo dõi, có thể ngủ 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 riêng với bọn chút chít, còn chung với mình đấy để theo dõi. Thì thấy hôm nay là Mận cũng tươi tỉnh hơn rồi, cũng gọi là mình có cho uống ấy thôi, cũng không cho ăn gì cả. Nó đang chắc là đường ruột nó đang yếu, đây đang đang trêu cà rốt này, mình cũng chỉ cho uống gọi là uống men tiêu hóa thôi. Thì hôm nay thấy nghịch rồi, cũng hôm qua cho bố mẹ không bú cơ, nhưng hôm nay là cũng cho bố mẹ, cho bố kim chi đấy. Đây đang rất là nghịch rồi. Cũng may đang bảo hôm qua nó không ăn uống gì, thế xong là nó người nó ủ rũ nó buồn, đang bảo là hôm nay khả năng là phải cho đi bệnh viện thú y luôn. Nhưng mà may nay nay thì ăn thì mình vẫn chưa ăn, chưa cho ăn, nhưng mà cho uống men tiêu hóa. Đây đây là chủ động là uống nước, nước này mình có pha men tiêu hóa rồi. Đấy, đi đâu Mận đi đâu, cố lên Mận ơi. Hôm nay vẫn được ở phòng này là phòng VIP đấy nha, phòng điều hòa. Đây bụng một bụng chưa ăn gì, là bụng vẫn còn nhỏ nhỏ lắm. Bạn ơi, lại định đến chỗ mẹ để bố đấy. Kim Chi cho bạn, ơ kìa Kim Chi chạy trốn gì, cho con bú tí Kim Chi. Đói lắm, bà này bà đói lắm, chưa ăn gì đói rồi. Nhưng mà chó nó ốm, ốm rồi đường ruột nó kém thế này thì cũng chưa nên cho chó ăn gì mọi người ạ. Bởi vì thành kiểu thành dạ dày hay là thành ruột của nó đang rất là mỏng. Kim Chi kìa, nằm xuống cho con bú. Kim Chi nào, nói nghe không, nằm xuống cho con bú tí nào, ngoan nào, Kim Chi ngoan nhé. Mận ốm thì cho Mận bú tí, Mận chịu đau một tí thôi để cho Mận bú tí nhé. Rồi đứng yên đây cho mọi người Mận bú. Ngoan nào, Kim Chi xinh gái ngoan nào. Có thương Mận không? Hả? Đứng yên đấy, đứng yên đấy cho Mận bú tí thôi. Mận ơi, bú đi nhá. Hôm nay thấy Mận gọi là tươi tỉnh chạy nhảy nô đùa là cũng rất là vui rồi. Đấy hôm qua mình quay cái video gọi là cho cún ăn đấy, cho cún xếp hàng ăn đấy, Mận nó không ăn gì đấy. Còn con bé một đứa nữa thì nó hôm qua lúc đấy thì nó không ăn, nhưng lúc sau thì nó ăn nhiều rồi, ăn khỏe rồi. Mận bú đi Mận, Kim Chi cho con bú một tí thôi nhá, ngoan cho Mận bú một tí thôi, thương con một chút. Nhìn ánh mắt hờn dỗi thế à, tí nữa bồi dưỡng cho mấy cái xúc xích nha Kim Chi nhá, tí bồi dưỡng xúc xích cho ngoan, chăm con một tí đi. Đây, có thằng cải béo này thôi. Có mày là sướng nhất thôi. Ăn ốc, bắt tao đổ vỏ. Bắt tao phải chăm con cho mày. Xong mày thì cứ trốn các con. Ăn thì ăn khỏe. Ăn cho béo ra. Rồi lười. Mận ơi, Mận. Rồi, chết 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 chết, đánh nhau. Thằng cá rô chính ra. Tao chơi mày à? Đánh nhau, chà 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 chà. Này, rất là nghịch này. Tôi tỉnh gọi, Mận. Tôi tỉnh gọi, đánh nhau. Chà chà, Mận. Này thì Mận này, Mận với tôi à? Mận với tôi à? Cắn tay ai hả? Cắn tay ai hả? Mận, cắn tay ai? Cắn tay à, nhờn à, nhờn Mận chút chít. Mận Mận ơi, Mận ăn sữa chua đi, Mận ăn đi nào, Mận ăn đi, ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi, đúng rồi, trời ơi, Mận ăn đi ăn đi ăn đi, ăn ngoan quá. Đây mình đang cho Mận ăn sữa chua đây, sữa chua thì cũng rất là tốt cho tiêu hóa.
của cuốn à. Một mình xịt một hộp sữa chua liệu có hết không? Ăn khỏe phết chứ nhỉ. Cà rôn ngoại ăn được còn gì nữa. Đây mận, đây mận ăn tiếp này. Cà rốt tránh ra, cái ăn chanh của em thế này. Xấu tính à. Ui này mận này, mận này một mình ăn hết hộp sữa chua này. Đói, bà ấy đói. Cà rô này. Lúc nãy vừa ăn một hộp xong. Mận ăn khỏe phết. Úi giời ơi, ngon quá. Cà rô kìa, còn cứ đòi ăn chanh của em là sao? Đây, còn một, đây còn một tí đây, cho ăn nốt đi. Thôi, mận ăn thế thôi nha, ăn nhiều quá. Để tí nữa ăn sau. Rồi, hết sạch một hộp sữa chua rồi. Hai anh em nó rất là tình cảm, lau mồm cho nhau. Đây, ăn xong hộp sữa chua là nghịch như gì luôn. Nào, Caro nào, cứ trêu em đi. Trời ơi, nghịch thế hả Mận ơi. Mận đang rất muốn trèo lên giường với mình. À, đi đâu đi đâu. Trời ơi, đổ chỗ nước rồi. Đây là cái xin anh hôm trước là phải bơm nước vào mồm cho nó đấy. Phải dùng xin anh bơm nước vào mồm cho Mận. Mà giờ thì nghịch như này thì sữa chua thì ăn tùm 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 tùm. Trèo lên người anh cá Robita. Rồi vế lên chơi nhá. Mận ơi, rồi. Mận ơi, rồi. Nhìn người khỏe khoắn hoắn này. Đây là Mận, Mận ơi là Mận ơi. Đấy, tranh thủ là lúc mà chơi với cả cà rốt kim chi không để ý, thế là Mận đến nao đến bú. Mặc dù thời điểm này là kim chi không còn nhiều sữa nữa mọi người ạ, đi các thứ là sắp, gọi là sắp 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 đẹp rồi, sắp xệ lại rồi. Nào cà rốt bắt nạt mẹ thế ạ. Đấy, mọi khi mà Mận mà bú này là kim chi chạy mất dép. Cà rốt đang gọi là chơi đùa với kim chi để đánh lạc hướng mẹ chi, đánh lạc hướng kim chi để cho chút chít bú.